Rồi chị xin chào anh chị và các bạn nha. Chị mới về thêm một chiếc bán tải giá rẻ cho anh chị nè anh chị. Đời cao luôn anh chị, sản xuất 2020 luôn. Phiên bản XLS, máy dầu tự động một cầu anh chị. Giá chỉ có 510 triệu anh chị, chạy 70.000 cây. Anh chị nào quan tâm dòng bán tải thì liên hệ chiều đến con anh chị nha. Chất xe còn rất là đẹp, đây quay cái gầm cho anh chị coi luôn nè. Đó, gầm bọng chút xíu chiều cũng sẽ quay cái phần động cơ luôn nha. Quay cái phần động cơ cho anh chị xem luôn. Trước tiên bây giờ đi dạo một vòng cái phần ngoại thất nha, cho anh chị các bạn tham khảo qua nha. Nhãn như đèn nè, cản nè thấy không? Mặt ga lăng nè. Đó. Xe nói chung là chất xe cũng còn đẹp ha, sản xuất 2020, chạy 70.000 cây, vỏ xe nè anh chị, rất là dày luôn. Quay cái gầm phía bên bên phải cho anh chị coi nè. Đây. Đó, gầm bồng đẹp anh chị ha. Chạy 70.000 cây. À, đây nè, nước sơn nè. À, đây là cái hông bên 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 phải anh chị. Nè, máy dầu 2.2, số tự động 6 cấp anh chị nha. Máy dầu 2.2. Anh chị nào đang quan tâm dòng bán tải thì ghé đến chiều nha, ghé đến chiều coi thử cái xe này. Đây. Đó, tắp lô nè, thấy không? À, màn cảm ứng nè, có camera lùi đầy đủ ha. Vô lăng của dòng Ford Ranger này đánh lái cực kỳ nhẹ luôn gì, đánh lái cực kỳ nhẹ. Đây. À, đây, những nút bấm rất là nhiều luôn. Xe có ga tự động luôn gì nha, ga tự động vô lăng cũng còn rất đẹp nè, cần số nè. Đây là số tự động nha, số tự động một cầu luôn gì nha. À, máy dầu tự động một cầu. Bán tải Ford Ranger 510 triệu anh chị. Giá cực kỳ hợp lý anh chị ha. Đó. Thời điểm này xe đang cực kỳ rẻ luôn chị, đang cực kỳ rẻ luôn. Đây. À, tắp bi cửa phía sau bên phải này dạng ghế da cũng còn đẹp nè, vậy thấy không? À, xe thì có gắn sẵn cái nắp thùng cho anh chị luôn. Đây nè. Xe người ta có gắn sẵn cái nắp thùng cho anh chị luôn ha. Đây là cái mình xe phía bên phía sau bên phải nè. XLS ha. XLS Ford Ranger XLS, máy dầu tự động một cầu. Gầm bọng cũng còn đẹp nè, vậy thấy không? Bánh xe dự phòng nè. Đó, Ford Ranger, máy dầu tự động một cầu. Chạy 70.000 cây. Giá chỉ có 510 triệu à. Giá này chịu còn thương lượng á anh chị, còn thương lượng còn giảm á. Anh chị nào có quan tâm thì đến coi xe nha. Coi xe. À, cần thêm thông tin hình ảnh thì chị kết bạn qua Zalo nha, chị gửi full thông tin cho. Đây nè, cái ô đô của xe nè. Đó, 71.000 cây. Có ga tự động nè. À, ga tự động luôn. Vô lăng này cái vân của nó nè anh chị thấy không? Vân của nó nè. Đó. Còn rất là dày, cái vân của vô lăng rất là dày luôn. Tắp lô nè. Trần nè. Ghế da nè. À, 510 triệu à. 510 triệu. Giá còn thương lượng anh chị nha. Còn thương lượng còn giảm á. Máy dầu 2.2, số tự động 6 cấp. Vỏ xe nè. Đây là phía trước bên bên trái nè. Đây nè. Đó. Máy dầu 2.2. Máy móc là còn nguyên zin hết anh chị nha. Đó, ốc capo còn zin luôn anh chị. Nè, chưa có tháo luôn. À, vậy đấy không? Ốc capo chưa tháo nữa. Thì có vấn đề gì đâu anh chị ha. Đây. Đó, mọi thứ còn ok hết. Và chiếc xe này chiều bán giá chỉ có 510 triệu anh chị. Còn thương lượng luôn anh chị. Còn thương lượng á. Chứ anh chị nào mà có thiện chí thì đến coi xe nha. Đến coi xe đi rồi anh em mình gặp thực tế với nhau có dễ trao đổi hơn anh chị nha. Đây. Có chiều có giao xe tận nơi luôn. Và chiều có trao đổi xe luôn nha. Anh chị nào có xe mà muốn trao đổi với chiếc Ranger này cứ chạy đến ngay chỗ của chiều luôn. Khu dân cư Vạn Phúc, quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức nha. Đến coi xe rồi anh em mình cùng coi xe cùng trao đổi. Xe nào chiều cũng đổi nha. Chiều trao đổi tất cả các dòng xe luôn. Và có thu mua xe tận nhà gì nha. Anh chị nào có xe mà không có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ chiều. Chiều sẽ đến tận nhà anh chị mua luôn. Đó. Đây. Xe thì còn đẹp anh chị nha, không có vấn đề gì. Mua xe thì cũng đã kiểm tra và check hết tất cả các hạng mục của xe rồi, anh chị cứ yên tâm. Xe này sản xuất là 2020. Chạy 71.000 cây, máy dầu tự động. Có gắn nắp thùng sẵn luôn. Đây là phiên bản XLS Ford Ranger. Rồi, chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn nào quan tâm chiếc Ford Ranger này thì cứ đến đến ngay khu dân cư Vạn Phúc nha, đến ngay chỗ của chiều coi chiếc xe này ha. Giá cả còn thương lượng, giá chiều bán chiếc này là 510 triệu anh chị nha.